Dạ, em tên là Ngô Nhật Bảo Trân, hiện là em 15 tuổi, năm sau em sẽ vô lớp 10 môn toán của trường. Em cảm thấy bài thi của mình hôm nay như thế nào cô? Dạ, em cảm thấy bài thi hôm nay của mình cũng khá ổn, đặc biệt là phần toán với lại phần English test, còn phần recall writing test thì không chắc. Nếu mà em được học không quá son thì em có dự định là khi nào mà đi không? Dạ, nếu như em may mắn được thì chắc có lẽ em sẽ đi du học. Nếu như mà em đi du học thì em nghĩ là mình và gia đình mình sẽ không được. Dạ, nếu em đi du học thì em nghĩ em và gia đình thì cần phải có passport, visa, kiến thức về ngôi trường đó, phương tiện đi lại, rồi chi phí sinh hoạt vân vân. Em nghĩ là yếu tố này sẽ giúp các bạn du học sinh khi du học. Dạ, em nghĩ là sự nỗ lực kiên trì sẽ giúp các bạn du học sinh thành công. Em nghĩ là khi mà nếu như em là du học sinh thì học sau mà em về nước thì mình sẽ được những cái điều gì sai không? Nếu mà so với các bạn học ở Việt Nam thì khi em là du học sinh thì có thể kiến thức em sẽ nổi trội hơn và phần thực hành của em sẽ tốt hơn các bạn học sinh ở Việt Nam.